À, tôi tên là Quỳnh Thiện Lộc. À, tôi năm nay 66 tuổi. Tôi đến Saraken ngay từ ngày mới đầu thành lập. Người ta nói ở trong những cái câu châm ngôn của người nước ngoài cũng vậy mà người Việt Nam cũng vậy, người ta nói khi đến cái tuổi già thì nó cũng như là một đứa con nít. Cho nên khi mà mình ở nhà đó thì giống như một đứa con nít, mà trong khi đó người nhà mình đi làm hết rồi thì không có ai hết trơn á, thì mình rất cảm thấy buồn, và mọi sự mình cần được giúp đỡ thì không có ai giúp đỡ bên cạnh mình hết. Thì khi mình vô Saraken là mình có những cái sinh hoạt và đồng thời mình được mọi người giúp đỡ kịp thời, thí dụ như đo huyết áp, thí dụ như vấn đề cho uống thuốc chẳng hạn. À, tôi cũng đã có trước đây giới thiệu một số bạn bè của tôi hiện giờ cũng có mặt ở đây. Và nếu mà tôi gặp những bạn bè nào ở trong cái tuổi già giống như tôi như vậy đó, nói đúng ra là tuổi cao niên hơi buồn, thành thử ra đó tôi cũng sẽ giới thiệu để vào đây cho đông cho vui. Các cái sinh hoạt đây rất là vui. Những người nhiều khi đó ở nhà không bao giờ thấy nụ cười, nhưng mà vào tới Saraken thì bắt đầu cười giỡn vui vẻ và cảm thấy mình trẻ lại. À, tôi muốn nói là qua cái đài, nhờ đài truyền hình SBTN Boston, tôi muốn rằng tất cả những cụ cao niên, những người lớn tuổi nào mà cảm thấy hiện giờ mình chưa biết đến Saraken, hoặc là mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, mình nghi ngờ, mình không biết vào đây có cái gì hay không, thì xin bước mạnh dạn bước vào Saraken, có thể mình bước vào thử một ngày, mình coi cái sinh hoạt Saraken như thế nào. À, và ở đây cái điều nhấn mạnh nữa là cái mối lo ngại của nhiều người rằng vào Saraken tôi có bị cắt bảo hiểm hay không. Xin thưa rằng không hề cắt bất cứ một cái gì của quý vị. Tôi là người Hoa, thành ra tiếng Việt tôi không có lành nhiều. Mà hôm nay tôi đi Úc mới về á, tôi rất là vớ có hỏi đầy. Tôi nói với em tôi có Mỹ tổ chức có hỏi nhà này rất là tốt lắm. Với lại mấy người phục vụ á, cũng là đưa mấy người già lên xe xuống xe ăn uống đầy đủ, quan tâm mấy người già. Tôi rất là nhớ mấy người phục vụ cho mình á, tôi cũng cảm ơn. Tại vì tôi ngồi qua tôi không biết tiếng Việt nhiều quá, thành ra bảo hiểm này cũng hỏi thăm tôi hoài, tôi cũng nói là ở đây á, phục vụ là tốt lắm nha. Tôi có 5 đứa con, nhà 3 đứa con gái 2 đứa con trai. Mà tuổi con tôi cũng mừng lắm, thích tôi vô Hà Nội này có người quan tâm cho mình. Tại vì con tôi đó mỗi ngày đi làm bỏ tôi ở nhà ông mình á, sợ tôi có bị gì không có ai biết, kêu tôi vô khê li khê là có người đó lo cho mình á. Mỗi ngày đó to máu cho mình không khỏe nó báo cho mấy người này cho mình biết, nó lo cho mình thuốc này đủ. Nhưng mà cái bảo hiểm này cũng lo lắm. Dạ, tôi cảm ơn, tôi mừng quá. Thế là tôi cũng sống dài, tôi vô được có khe ly khe thì tôi cũng sống dài. Nếu mà tôi sống ở nhà thì chắc cũng được sống dài. Hồi xưa bác còn đi làm thì bác rất là ốm, bác không có sức khỏe. Từ cái ngày mà Saraken khai trương là bác vô tới bây giờ thì sức khỏe bác lại tốt, mà lại thấy trẻ trung ra, thích chân diện. Cho nên Saraken rất là tốt cho những người cao niên. Vô trong đây thì nhất là thích tập thể dục, với lại các nhân viên phục vụ rất là tốt. Mấy người ăn cần với các bác, rồi
ăn uống cũng là có sức khỏe, cho nên lấy những món ăn mà không có những mỡ dầu nhiều, cho nên là bác rất thích vô đây bác đã ăn uống mà uống thuốc đều, còn ở nhà không quên uống thuốc mà hồi bữa ăn bữa nghỉ, nên vô đây rất là tốt. Tôi cũng muốn kêu gọi cho bà con cao niên thì ở nhà buồn tẻ thì nên vào Sa Ra Khe để cho mình có sức khỏe, để cho con cháu nó khỏi cực khổ vì mình. Dạ, đó là đời tôi mong muốn như vậy. Tất cả đây bà con người nào vô đây cũng khỏe, hồi trước đi chống gậy hoài, bây giờ từ xưa tôi chống gậy, nay tôi vô đây tôi đi thôi, cũng gần như muốn bỏ cái gậy rồi đó.